Một thẩm phán ở New York, Mỹ đã ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay, khiến ông Donald Trump gặp thêm trở ngại pháp lý trong một vụ kiện dân sự có tác động lớn đến đế chế bất động sản của mình. Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Thời sự quốc tế nổi bật được cập nhật liên tục trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin mới nhất, mời quý vị và các bạn đón xem. Trong phán quyết buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nộp phạt 354,9 triệu USD, kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng, thẩm phán Arthur Engoron cũng đã cấm ông Donald Trump, ứng viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng Hòa, đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong 3 năm. Ông Arthur Engoron cũng cấm cựu Tổng thống Mỹ và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong 3 năm để hạn chế khả năng nhận được tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông Donald Trump. Thẩm phán Engoron cũng khẳng định sẽ chỉ định một bên giám sát độc lập và một giám đốc để giám sát hoạt động kinh doanh của ông Trump. Ông Trump đã chỉ trích phán quyết nói trên. Luật sư biện hộ cho ông Halina Habba khẳng định sẽ kháng cáo. Vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp bang New York Letitia James đưa ra với cáo buộc ông Donald Trump và các công ty gia đình đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình lên tới 3,6 tỷ USD trên một năm trong hơn một thập kỷ để lừa dối các ngân hàng đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn. Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác. Trong khi đó, theo ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 15 tháng 2, thẩm phán bang New York Juan Merchan đã ấn định ngày hầu tòa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 25 tháng 3 sắp tới. Đây là phiên tòa hình sự đầu tiên trong lịch sử xét xử một cựu Tổng thống Mỹ. Thẩm phán Merchan đã bác bỏ nỗ lực của ông Trump trong đề nghị hủy cáo buộc chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm nhằm che giấu mối quan hệ của cô và ông Trump trước đây. Cũng trong ngày 15 tháng 2, các luật sư đại diện của ông Trump đã tham gia một phiên điều trần khác tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Tại đây, phía ông Trump yêu cầu công tố viên hủy bỏ các cáo buộc liên quan đến việc gian lận bầu cử hồi năm 2020 và kiếm tiền bất hợp pháp. Đây chỉ là hai trong số 4 cáo trạng hình sự đối với ông Trump, trong khi ông đang vận động tranh cử để trở thành đại diện Đảng Cộng Hòa chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông cũng đã từng bị luận tội 2 lần và bị truy tố liên bang liên quan đến việc xử lý các tài liệu mật sau khi rời khỏi cương vị Tổng thống. Phía chuyên gia cho biết bất kỳ vụ án nào cũng có thể dẫn đến án tù, trong đó vụ bê bối ở Atlanta là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với ông Trump. Đến nay, ông Trump vẫn phủ nhận tất cả các cáo buộc. Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở bang New Hampshire, ông Trump và ông Joe Biden đã công kích nhau hôm 24 tháng 1 khi họ chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử Tổng thống Mỹ có thể diễn ra vào tháng 11 năm nay. Động thái này khiến khả năng ông Trump được đề cử vào Nhà Trắng ngày càng cao, mặc dù đối thủ cuối cùng còn lại của ông là bà Nikki Haley tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua. Chiến thắng liên tiếp của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ đã khiến ông gần như chắc chắn trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, cạnh tranh với đương kim Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden trong cuộc tổng tuyển cử. Cả hai đã chĩa mũi dùi vào nhau sau chiến thắng của ông Trump ở bang New Hampshire trước bà Haley vào tối ngày 23 tháng 1 theo giờ địa phương. Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden đã đưa ra một tuyên bố rõ ràng rằng hiện rõ ràng ông Donald Trump sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và lặp lại cảnh báo rằng vị cựu Tổng thống này là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Còn ông Trump lại sử dụng nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình để lặp lại những cáo buộc ông Biden và Bộ Tư pháp Mỹ đã tham gia vào cuộc đàn áp chính trị sau nhiều cáo trạng hình sự đối với ông Trump vào năm 2023. Bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời cựu Tổng thống Trump và hiện là đối thủ duy nhất của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, đã cam kết sẽ tiếp tục cuộc đua tại bang South Carolina, nơi sẽ bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 2 và hơn thế nữa. Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ ở bang South Carolina vào tối 24 tháng 1, bà Haley nói rằng cử tri Mỹ xứng đáng có một lựa chọn tốt hơn so với cuộc tái đấu Biden-Trump và chúng tôi sẽ trao nó cho họ. Cuộc đua đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa còn diễn ra trong vài tháng tới, nhưng ông Trump đang tìm cách hạ gục bà Haley và nhanh chóng trở thành ứng cử viên cuối cùng. Ông Trump đã cảnh báo các nhà tài trợ ngừng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà Haley. Trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố bất kỳ ai đóng góp cho Haley sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi quỹ đạo chính trị của ông. Ở bang South Carolina, ông Trump 77 tuổi sẽ tìm cách đánh bại bà Haley, 52 tuổi ở chính bang quê nhà của bà. Một số người cho rằng ông Biden, 81 tuổi, đã quá già trong khi công kích ông Trump là quá nhiều hỗn loạn, đồng thời gọi việc trả đũa đối với cuộc bầu cử năm 2020 là cuộc tái đấu không ai muốn.
Tuy nhiên, phần lớn thành viên Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ ông Trump, gây áp lực buộc Haley phải từ bỏ cuộc đua. Ông Trump đã nhận được sự tán thành từ hầu hết các nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng Hòa ở bang South Carolina. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Trump đang dẫn đầu ở bang này. Ông Trump là thành viên Đảng Cộng Hòa đầu tiên giành được số phiếu rất cao ở cả hai bang Iowa và bang New Hampshire kể từ năm 1976. Cuộc bỏ phiếu hôm 23 tháng 1 là cuộc đối đầu một chọi một đầu tiên giữa ông Trump và bà Haley sau khi thống đốc bang Florida Ron DeSantis, từng được coi là đối thủ đáng gờm nhất của ông Trump, đã bỏ cuộc vào ngày 21 tháng 1 và tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở bang New Hampshire. Theo tờ Wall Street Journal, ngày 24 tháng 1, đối với Donald Trump, New Hampshire đã đưa ra một loạt dấu hiệu nguy hiểm cùng với chiến thắng vang dội. Với chiến thắng thuyết phục trước bà Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thấy rằng tỷ lệ cử tri cốt lõi của Đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ ông và động lực hướng tới sự đề cử của đảng ngày càng tăng. Nhưng kết quả ở New Hampshire cũng báo hiệu rằng ông Trump có nguy cơ mất lượng lớn đảng viên Cộng Hòa cũng như một phần đáng kể cử tri độc lập, gây ra vấn đề cho ông với tư cách là ứng cử viên Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Nhiệm vụ đầu tiên của bất kỳ ứng cử viên nào là đoàn kết đảng, nhưng theo khảo sát của AP Votecast, 19% đảng viên Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu ở New Hampshire cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11. Tương tự, 15% đảng viên Cộng Hòa tham gia cuộc họp kín ở Iowa tuần trước cho biết họ sẽ không ủng hộ Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Whit Ayres, một nhà thăm dò ý kiến và chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng Hòa, nói ở một quốc gia phân cực, bất kỳ ứng cử viên nào cũng phải giành được 90% phiếu bầu trở lên trong đảng của mình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bạn không thể cạnh tranh nếu bạn không đạt gần 90%. AP Votecast nhận thấy, vào năm 2020, ông Trump đã mất 9% số cử tri trong đảng của mình và thất bại trong cuộc bầu cử. Hầu hết các cuộc thăm dò quốc gia đều cho thấy ông Trump đang ngang bằng hoặc dẫn trước Tổng thống Biden một cách sít sao trong một cuộc tái đấu giả định như năm 2020 và một số cuộc khảo sát gần đây ở các bang chiến địa đã cho thấy ông Trump đang dẫn trước. Nhưng trong khi các đảng viên Đảng Dân Chủ lo lắng về việc liên minh ủng hộ Tổng thống Biden đang rạn nứt, phần lớn là do cử tri trẻ, thì những tín hiệu ban đầu từ các cuộc chiến giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì liên minh cử tri của họ. Các đảng thường nảy sinh rạn nứt trong mùa bầu cử sơ bộ và cuối cùng sẽ hàn gắn lại. Nhưng cựu Tổng thống Trump là một nhân vật khác thường ở chỗ ý kiến của nhiều cử tri về ông đã không thay đổi trong nhiều năm. Điều đó cho thấy việc thuyết phục những người hoài nghi về Trump có thể khó khăn hơn. Hơn nữa, ông Trump ở New Hampshire chỉ nhận được 33% sự ủng hộ của cử tri độc lập trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, một cảnh báo khác cho việc ứng cử của ông. Theo AP Votecast, ông Trump đã giành được tỷ lệ cử tri độc lập lớn hơn vào năm 2020, khoảng 37%, nhưng vẫn thua trong cuộc bầu cử đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi hôm nay. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng để không bỏ lỡ thông tin nào mới nhất trên kênh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!